Người thứ hai xin mời. Dạ. Thưa cha, con ở giáo xứ Yên Mỹ, giáo phận Băng Ninh. Hôm nay con tên là Giuse Đinh Văn Hùng. Con ở ngoài Bắc con vào, hôm nay con sẽ vào để làm chứng cho Chúa. Thì con bị ung thư trực tràng, cũng điều trị rồi, nhưng mà con bề yếu quá, không có thể, người đó có thể là chết. Thế nhưng mà con cũng được ông trùm xuống và động viên và mở cái thẻ nghe của cha Long và cho con số điện thoại cha Long và nói nhắn tin cho cha. Đấy, thế là con nhắn tin cho cha thì cha có trả lời, thì giờ nhắn lại cho con là con yên tâm, cộng đoàn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế rồi con 6 tháng con không ngủ một tí nào, cả ngày cả đêm nhỉ, mắt chỉ mở trong trong thôi, không ngủ được, nó tự nhiên nó không buồn ngủ. Thế con nghe cái thẻ đó rồi dần dần tự nhiên là nó cứ tỉnh dần, thế là con khỏi, được khỏi rồi ạ. Thế con ngủ được chưa? Dạ con ngủ được rồi ạ. Vâng, chúng ta thấy đây là một người, hôm nay là người u não, còn đây là u trực tràng, và mất ngủ 6 tháng trời, và cũng kể như là chuẩn bị về với Chúa. Bây giờ người ấy nhờ nghe cái máy 365 bài giảng. Đây là cái máy 300 bài giảng người tặng cho con nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Có rồi phải không? Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con tiếp tục đã đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một người u não.